Tôi nói thiệt á, tôi không tin. Đánh chết tôi cũng không tin là thằng Phi mà nó soạn hàm mà sót. Cái này là nó nhận tội giùm chị ai nè, đúng không? Châu, hả? Không làm gì em hết hồn vậy? Nó nhận tội giùm ai đúng không? Bà hỏi thằng Phi sao mắt của bà nhìn tôi? Không còn ông chỉ còn ai? Không là ông chứ là ai? Dạ thưa mẹ, xin lỗi mẹ chuyện này. Tại vì bữa đó là con với ba cùng soạn hàng, rồi con thấy ba hơi mệt, cho nên là con mới nói thôi ba đi nghỉ đi để con soạn giùm cho. Mà có một mình con à, cho nên là nó bị thiếu sót. Mẹ cũng không tin. Nói cái gì mẹ cũng không tin. Con là một đứa kỹ lưỡng chỉnh chu hồi nào tới giờ, tại sao kỳ này con lại sót như vậy chứ? Thấy chưa, em đã nói là mẹ không dễ bị dụ rồi mà. Cứ chờ coi đi. Mẹ tin tưởng anh hai nhất nhà, ảnh mà đã nhận á thì phải hay không mẹ cũng bỏ qua thôi. Chị nghĩ coi em có mất mát cái gà được chẩn toản không? Em tào lao quá. Mỹ nói gì vậy? Con đang nói với Dương mẹ. Mẹ nói tiếp đi. Có thiệt là ông nhờ nó soạn hàng hay không? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Ông nhìn thẳng vô mắt tôi nè, tôi hỏi thì ông phải trả lời. Có phải là ông nhờ thằng Phi hay không? Bà không tin tôi hả? Tôi thề nè. Thôi khỏi thề. Cái chiêu này nó xưa quá rồi. Mẹ, thật ra cái chuyện này là lỗi của con. Thôi để con lấy tiền của con đền lại tiền hàng cho mẹ. Cái vấn đề mẹ không muốn nói là tới tiền bạc, nhưng mà mẹ muốn nói về trách nhiệm. Nếu ở trong gia đình này cái người nào làm sai, họ phải biết sai để họ sửa sai. Như vậy mới gọi là người có trách nhiệm. Rồi cùng nhau mình giải quyết vấn đề, chứ không phải là tiền bạc, hiểu chưa? Đừng mắc bẫy. Tỉnh táo lại các con. Sập bẫy đó. Mẹ đang đánh đòn tâm lý. Ba nhận là chết chắc. Kiên quyết nha ba. Dạ lây tụi con đó. Thôi được rồi, bây giờ lỡ này tôi sẽ bỏ qua, tôi không truy cứu. Ông Châu. Hả? Nữa à? Cái gì? Nhưng mà kỳ này cái thùng xì nách mì này ông bán nha. Tôi bán? Tại vì tôi tin tưởng ông trong cái gia đình này. Tại vì ông là cái người đầu óc ông hay lắm, có nhiều cái chiến lược giỏi lắm, nên tôi tưởng tôi giao cho ông. Ông bán nha. Các bạn xé ra ăn đi. Cái này lão mua nó tặng các bạn á. Ủa sao anh làm vậy ta? Cái này là bí mật nha. Long nó mới đạt được học bổng. Thằng này nó học giỏi, nó đẹp trai mà nó còn ga lăng nữa. Đúng là thần tượng của giới trẻ luôn. Anh giỏi vậy hả anh? Giỏi thiệt, nhưng mà nó chỉ có một cái tật thôi, nó là khiêm tốn. Cho nên lát mà nó tới các bạn đừng có nhắc gì nó chối đó nha, với lại đừng có làm cho nó ngại. Ê Long. Này. Đó, phạm này đó, phanh gơ ở đó đó. Thần tự. Chào mấy em. Được chạy ha. Anh Long ăn chưa? Ăn gì ạ? Ăn rồi, nó chuẩn bị cho các bạn yên tâm nha. Đó. Cái này là phanh gơ mày đó, khen mày từ nãy giờ khen suốt luôn. Chụp hình. Đi qua chụp hình với các em đợi nãy giờ. Đi nhanh. Đi qua đây. Đi qua đây, tôi đứng đây tôi chụp cho. Cái góc nằm đây. Đó, rồi. Rồi. Thân mặt vô, đưa hai tay ra, thân mặt vô. Thân mặt vô. Qua đây nè. Ok. Cái nữa nè. Ok. Tuyệt vời. Yes. Cảm ơn mấy em. Ok, qua đây ngồi, qua đây. Qua lại. Đó.
Cảm ơn anh Long nha. Nhờ có anh Long mà tụi em được ăn như ngon như vậy. Cuối tuần này anh rảnh không? Em mời anh đi uống nước. Anh rảnh chứ, đi uống nước nhá. Mình đi uống trà sữa nha. Thế thôi, tụi em về cảm ơn món quà của anh Long nha. Có gì cuối tuần gặp em gửi chị cho sau anh xong không? Ê, các bạn nha. Ê mày. Ê. Sao tự nhiên hôm nay tụi nó lại thích tao rồi? Bánh snack là sao? Trời ơi, thì tao tổ chức cái fan meeting này cho mày. Từ nãy giờ mày không tới á, là các em khen mày đẹp trai, học giỏi, nói chung là dành nhiều tình cảm yêu quý cho mày lắm. Vì thế cho nên là tao mới mua cái bánh để tao tặng cho các bạn, như là có quà mang về cho các bạn vui. 280 ngàn. Trả tao đi, 280 ngàn. Ờ. Mày khùng à? Tao có kêu mày tổ chức fan meeting cho tao đâu. Tao không biết gì đâu. Mày kêu tao ra đây là vì có kèo thơm, có gái đẹp tao mới ra chứ. Ủa chứ kèo này không thơm à? Mấy bạn không đẹp hả? Trời ơi, mày coi mình nói chuyện là kỳ kỳ. Mày nghĩ đi nè, hôm nay vừa các bạn đẹp, thơm gặp mày, fan mày bây giờ là mày là thành idol giới trẻ rồi. Bạn ơi mày lắm, có 280 ngàn à. Mày tính gài tao? Ủa, nói gì là sai. Tao là bạn mày, tao giúp mày thôi chứ gài gì mất quan điểm. Sao trả không? Thôi. Tao không biết đâu. Tao đi đây. Ok, bây giờ mày không trả cũng được. Bây giờ cái hình này tao mày chụp mày ôm hai bạn này rồi tao gửi cho Ngọc nha. Nghĩ lại nha, cái giá phải trả đắt lắm á. Tao không trả đâu, đừng có hòng. Ê, không trả đâu không được đâu, nghe tới số á. Ê, buổi sáng ăn hai gói mình sẽ tiết kiệm được 40 ngàn, ba gói mình sẽ tiết kiệm được 60 ngàn, bốn gói mình sẽ tiết kiệm được 80 ngàn. Trời, cái mì này hay ta, không cần chiên xào nấu nướng gì hết, chỉ cần để vậy ăn thôi, hai mẹ con mình sẽ tiết kiệm được mỗi bữa ăn là 20 ngàn. Vị chi là mỗi ngày tiết kiệm được 60, mỗi tháng tiết kiệm được 1,8 triệu, một năm mình sẽ tiết kiệm một năm mình tiết kiệm được nhiêu ta? Coi, 1,8 triệu nhân 12. Wow, trời ơi, vậy là mình tiết kiệm được nhiều lắm luôn á. Cô gì ơi. Thấy à? Nè, giật đồ hả? Tôi đi giật khóa vô. Khoan, ai xúi ai biểu anh bỏ hành với đồ chua vô ổ bánh mì của tôi. Xin lỗi cô nha, để tôi lấy ra. Nhét vô lại cho tôi. Đồ chua với cái hành đó nó vô ổ bánh mì rồi. Nó ám mùi trong đó rồi. Cái ổ bánh mì sao còn trong trắng được nữa. Vậy bây giờ cô muốn gì? Tôi muốn anh đền cho tôi một ổ bánh mì khác. Ý của cô là muốn ăn quỵt đúng không? Đủ rồi. Bây giờ tôi không muốn nói lý lẽ với anh nữa. Anh là một người lớn tuổi mà không có lý lẽ. Nè nha, anh đừng có hành hung khách hàng này nha. Tôi là con gái đó. À, thì ra là anh. Thì ra là cô à. Sao tôi đi đâu cũng gặp anh hết vậy? Theo dõi tôi hả? Tôi thèm theo dõi cô chắc. Cô rớt chìa khóa, tôi lụm đưa cho cô. Chưa biết ớt giáp gì hết, đánh tôi tới tấp à. Trả đây. Trả cho cô hả? Tài giỏi thì qua đây lấy. Tưởng gì. Nè, anh làm cái gì vậy? Nè, tôi nói cho anh biết, đàn ông lớn tuổi ăn hiếp phụ nữ không thấy mắc cỡ hả? Tôi nói cho cô biết rồi chưa, tôi chưa có qua 30, không được gọi tôi là lớn tuổi. Nhìn như vậy mà còn chưa qua 30, anh chưa qua 70 thì có hả? Nè, nãy giờ mà ai được trả dùm chìa khóa rồi, nhưng mà với cô hả? Một người nhìn coi cũng được gì mà đi ăn quỵt. Tôi ăn quỵt hồi nào? Nhớ lại đi, nghĩ sao vậy? Bà Bảy bà bán ổ bánh mì lợn có nhiều á, vậy mà cô nở lòng nào, dám ăn quỵt của bà Bảy. Nè, ăn nói cho đàng hoàng, trả đây. Nè. Đó, có ngon lên đó lấy. Chờ Ngọc có lâu không? Anh mới tới à? Mình đi chơi nha. Dạ. Ê, mày định không cho tiền bán tao không mày? Ủa, tiền bánh gì? Anh Long anh bánh không rủ Ngọc hả? Anh có ăn uống được gì đâu. Có. Nè, tao anh có biên lai nè, có hình đàng hoàng luôn. Ê, anh đã ăn uống được gì đâu. Em đừng có nghe cái thằng tào lao này nói.
Cái câu chuyện á là vậy nè, anh kể cho Ngọc nghe. Anh tổ chức họp fan cho nó, anh mời fan tới, xong rồi anh còn phải mua bánh. Anh cho fan của nó mang về vậy mà nó không chịu trả tiền cho anh. Em coi chịu nổi không? Fan gì nữa? Nè fan nói cho mày nghe. Ai bảo mày tổ chức meeting cho tao? Mày là đứa ném bánh vô tay, gấp bánh vô tay người. Ok, bây giờ mày lật lọng đúng không? Ngọc, em nên coi lại mối quan hệ này. Thằng này là một thằng keo kìa. Chắc anh Long keo vậy đâu. Chứ bạn bè không trả thì kỳ lắm. Đúng rồi đó. Anh làm gì có keo đâu em. Tao trả là được chứ gì. Ừ. Chậm xíu, làm gì mà mày căng vậy? Ủa, đồng tiền liền khúc ruột mày. Lẹ mày. Có thật mới giờ được đạo mày. Này. 28. 28 hả? Tiền ship là 20 ngàn đó mày. Ship gì? Mày đi bộ lên đây ship gì? Ủa bây giờ xe chạy bằng xăng, tao cũng phải ăn cơm, tao mới đi bộ lên được chứ bộ. Đồ đâu phải từ trời rơi xuống đâu, tao cũng phải tới đó tao lấy. Mày quá đáng lắm rồi. Em nên coi lại thằng này thật sự. Thằng này là một thằng keo kiệt, không phải là bình thường đâu. Chắc anh Long không keo vậy đâu ha. Chứ không bo là keo thiệt đó. Bởi vậy không bo là keo thiệt đó. Anh bo suốt. Suốt đi, lẹ đi, lẹ đi. Ơi, về mày. Này, 300 của mày á. Trời ơi, tuyệt vời, dạ cảm ơn quý khách. Đã sử dụng dịch vụ nha. Trời ơi, thật là phóng khoáng. Cảm ơn mày, mày biến đi giùm tao cái. Em ơi, em chọn đúng người rồi đó. Đi chơi đi. Mình đi chơi em. Ừ, đi chơi vui nha. Bye bye anh. Ừ, này nó dễ thay lời lắm á. Kỹ á. Ừ. Ơi. Ôi xời. Sài Gòn thật là dễ kiếm tiền. À, cái này về cho ba. Cái này mình bỏ túi. Ừ, không. Cái này đưa ba, cái này mình bỏ túi. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.